Dạ em chào chị Sắm. Dạ, em có nghe nhân viên nói là hôm nay mình đến để mình làm cái dịch vụ về mắt á. Dạ. Thì cũng nghe nói là chị là khách hàng cũ, trước đây từng đặt túi ngực cũng đã được 2 tháng rồi. Dạ. Nên là quyết định là hôm nay xin chị một cái buổi live stream. Dạ. Để muốn chia sẻ với chị một số cái cảm nhận sau khi mà mình thực hiện dịch vụ tại đây. Dạ. Dạ. Cho em hỏi là cái cơ duyên nào mà mình tìm đến và mình gặp bác sĩ Kim để tư vấn hả chị? Dạ em thì thực ra là cũng muốn làm lâu rồi, nhưng mà cũng tìm hiểu qua Hà Nội, nhưng mình cảm thấy là mình không tự tin. Yeah. Thế thì qua tìm hiểu trên mạng thế thì tôi có kiểm tra và tìm thông tin của bệnh viện Yên Cát này trong Sài Gòn này là tức là để mình làm miễn là sao đẹp. Đấy, tôi có bay từ Hà Nội và Sài Gòn, tôi làm đây là được gần 2 tháng rồi. Yeah. 2 tháng rồi, tôi cảm thấy là rất tự tin. Yeah. Đến bây giờ là được mặc váy và được mặc có bộ bikini. Yeah. Rất là đẹp. Yeah. Mình có thể chia sẻ thêm một số cái thông tin về cuộc sống của mình không ạ? Chẳng hạn như mình sinh được bao nhiêu bé. Dạ. Và trước đó thì mình mất tự tin như thế nào và mình quyết định là mình sẽ đi đặt túi ngực. Em sinh được 3 bé. Bé đầu là 25 tuổi, bé thứ hai 21 tuổi, bé thứ ba là 15 tuổi. Đến bây giờ thì thực ra là trước mình sinh ba bé thì bây giờ mình trước kia mình không thích, nhưng bây giờ mình cảm thấy là tầm tuổi như này mình cảm thấy là mình yêu để mặc những bộ váy hoặc là diện đồ đẹp hơn thì mình có thể tìm hiểu ở bệnh viện Yên Cát này mình làm. Bây giờ mình rất tự tin. Thực ra là mình đi đâu bây giờ mình mặc váy hoặc là mặc áo trễ hở áo dây là rất là đẹp. Thì thấy là sau khi làm xong như vậy thì ông xã có vui không chị? Thực ra là vui mà. Dạ. Thực ra là thấy vợ mình đẹp hơn. Dạ. Đẹp hơn xưa, tự tin hơn. Dạ. Thường thì em hay nghe khách hàng nói á, là cái này khách hàng chia sẻ với em thôi, là trước đây á, thì chị sợ mấy cái chuyện mà giao kéo cũng như là nghĩ tới cái chuyện đặt ngực á, mặc dù rất là thích nhưng mà còn ngại ngùng nhiều lắm. Dạ. Sợ rằng nó không thật nè. Dạ. Rồi sợ rằng nó lớn quá khổ so với người ta nhìn người ta biết. Dạ. Hoặc là giờ là sợ chạm vô là biết ngay là đặt ngực là nó cứng như cục đá, người ta sợ như vậy. Nhưng mà sau khi mà họ gặp hoặc là có bạn bè nào đó trải qua cái việc đặt túi ngực rồi thì họ cũng xin là sờ chạm thử cũng như là quan sát thấy thì cái hình dáng nó rất là đẹp luôn, mặc đồ người ta cực kỳ quyến rũ và người ta cảm thấy là tôi cũng muốn được như vậy. Và khi sờ thấy nó rất mềm luôn. Thì em cũng muốn hỏi rằng sau khi chị làm ngực xong thì chị thấy cái cảm nhận cũng như những cái lời đồn đó nó có đúng không? Dạ. Em thực ra là em làm ở cái làm lông ngực này, em làm cái lalochip. Dạ. Thực ra là buổi đầu thì nó hơi cứng một chút. Dạ. Nhưng bây giờ càng ngày càng mềm mà tự tin. Dạ. Mình đặt cái hàng size 340. Dạ. Giọt nước này rất là đẹp. Dạ. Mình cảm thấy nó rất tự tin và các đầu rất là chuẩn luôn. Dạ. Cái hôm mà chị tới chị gặp bác Kim thì chị thấy bác như thế nào? Bác tư vấn cho chị thật có ra là bác Kim thì nếu như chị làm Hà Nội thì bác sĩ Tuấn ở bên Hà Nội thì tư vấn cho chị không như bác sĩ Kim. Thực ra là chị vào đây và bác sĩ Kim chị rất là hài lòng và tự tin. Là bác Kim là sẽ cho chị vào máy là cân nặng chiều cao cân nặng và tất cả các số đo chỉ số. Là bác Kim là sẽ tư vấn cho chị là lên là hút mỡ bụng. Để mình sẽ đẩy lên phần ngực. Để làm sao là cho phần ngực của mình rất là đầy đặn và quyến rũ. Chị thích luôn. Dạ. Trước đây thì em cũng đi tư vấn thử ở nhiều nơi á, thì em thấy là một số nơi á cũng chuyên về ngực nhưng mà họ chỉ dừng là ở cái việc á là họ chỉ coi cái ngực sau đó họ cũng dùng thước dây họ đo hoặc là nhiều lắm là dùng bút lông vẽ lên thôi chứ mình không có cái công nghệ máy để đo đạc như bên em. Thì bên mình là sử dụng máy với cha 3D. Thì như hôm bữa chị thấy là nó sẽ đo được từng cái thông số đến tận từng mm cho mình luôn, để cho khi bác Kim xuống á, bác có thể nhìn trên cái màn ảnh đó bác tư vấn cho mình ưu điểm nè, khuyết điểm nè, ngoài cái chuyện đưa cái túi ngực vô còn giúp cải thiện cái khiếm khuyết khác nữa để cho cái bầu ngực của mình đẹp hơn. Thì chị Sắm là bác có làm thêm một cái phương pháp nữa là sử dụng cái mỡ tự thân lấy từ bụng của chị để đưa lên ngực luôn để cải thiện cái hình dáng cùng với cái túi ngực cho nó cái hiệu quả về hình dáng nó đẹp nhiều hơn. Thì khi chị làm xong thì chị thấy cái mức độ đau nó có như chị tưởng tượng không? Dạ vâng, lúc buổi đầu tiên thì em cảm nhận là em cảm thấy là em sợ. Thế nhưng mà khi làm xong thì nói chung là nó chỉ mất vài ngày đầu. Yeah. Là có rứt, có tức, có khó chịu một chút. Nhưng mà mình qua một tuần đầu ấy, thì mình cảm thấy nó nhẹ dần. Yeah. Là không bị tức, không bị nhức, không khó chịu nữa. Nó đã đơn giản. Chị làm buổi sáng đi chiều chị đi tới đi lui được chưa? Dạ đi được rồi. Đi được rồi. Mấy tiếng sau là có khả năng vẫn đi lại bình thường. Yeah. Nói chung là 3 ngày sau là chị đi Nông luôn rồi. Nông lặng. 3 ngày sau là đi được các nơi xa rồi. Dạ. Thì chị làm như vậy thì chị có cảm thấy là cái mức phí mà chị đóng đó, nó xứng đáng với những gì mà mình nhận được hôm nay không ạ? Không, thực ra là nếu như mà mình làm ấy thì mình cũng không quản ngại đồng tiền. Dạ. Và cái gì mà nó tốt ấy, thì mình nên làm. Dạ. Và cái này của bác sĩ Kim làm cho chị cái lưng ngực lalochip này thì
bảo hành là 10 năm, chọn đời luôn sử dụng cái này. Chứ chị mà làm những cái hàng rẻ tiền chị cũng không thích, sợ lại tháo ra lắp vào, nhưng mà chị làm cái này chị rất hài lòng. Thì hôm vào buổi đầu đến thì bác Kiên cũng có tư vấn và vẽ cho chị là lên làm ở, nó có 4 phương pháp. Đấy, phương pháp đi đường lách, và phương pháp ở dưới gầm ngực, và phương pháp đúng vú, và phương pháp mà ngang đầu tí. Thì bác Kiên cũng tư vấn cho chị là nên làm ngang. Thì chị làm nó đến hiện tại đến bây giờ là không có một chút sẹo luôn. Rất là đẹp. Đấy, rất đẹp, không có tí sẹo luôn. Đẹp lắm. Chị thấy là giữa bệnh viện mình với một số nơi nó khác biệt nhau chỗ nào chị? Dạ, thực ra là ở bệnh viện này thứ nhất mà chị làm ở trong này là cái dịch vụ. Dịch vụ ở trong này là chăm sóc khách hàng nhiệt tình chu đáo. Chị tới đây thì chị hài lòng luôn. Hài lòng của bác sĩ và nhân viên vụ tất cả. Thì em cũng thấy là khách hàng bây giờ thì cuộc sống nó cũng bộn bề, nhưng mà nếu như có cơ hội về kinh phí cũng như thời gian mình nên chăm sóc cho bản thân. Tại như mọi người thấy chị Sánh rất là trẻ và đẹp, rất là tự nhiên luôn. Nhìn chị như vậy rất là tự tin nữa. Thì cũng mong là quý khán giả cũng đừng có ngại ngùng khi mà tìm hiểu về những dịch vụ thẩm mỹ, và đặc biệt là mình đến những cái nơi nào mà giống như đang dụ vậy đó, thì nên thực sự ra mọi người có thể đến đăng cát để gặp bác sĩ Kim mình tư vấn qua cũng được, để mình hiểu rõ rằng mình muốn làm đẹp thì cái nào là an toàn và cái nào là phù hợp đó, thì nên đi đến tư vấn nhiều hơn để mình hiểu rõ hơn về dịch vụ thẩm mỹ nha các bạn. Cảm ơn chị Sánh đã có cái buổi chia tay, buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì cũng hy vọng rằng trong tương lai sắp tới thì bệnh viện MCAS sẽ làm đẹp cho chị được ở nhiều vùng hơn, cũng như là chị có thể giới thiệu bạn bè tới đây để cùng mà gặp bác Kim cũng như tìm hiểu thêm về dịch vụ thẩm mỹ tại Việt Nam. Cảm ơn bệnh viện và cảm ơn tất cả các bác sĩ đồng hành với tôi để trong ngày hôm nay của tôi là thứ nhất là phần ngực là trước như là đẹp ấy. Với hôm nay là tôi đến làm lốt cái phần lưng cung mày, và còn những phần nào chỉnh sửa nữa thì tôi sẽ nắn lại tiếp, và thời gian tiếp tôi sẽ quay trở lại bệnh viện này và làm sao cho mình đẹp và khuyến rũ. Cảm ơn chị rất nhiều ạ.